Hello, chào tất cả các anh em. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Stream bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ giới thiệu với anh em một lô hàng mà Nhật vừa mới về sau mùa dịch. Đây, lô hàng này sẽ bao gồm là 3 cặp loa và một âm ly. Đây, đầu tiên thì Nhật sẽ giới thiệu với anh em cặp loa này sẽ đến từ thương hiệu của Pioneer. Anh em thấy đây là Ekang sọc Caro và nó là huyền thoại của Pioneer đây mà. Cái này là hàng mà Nhật vừa mới về, hình thức còn rất là mới, rất là đẹp cho anh em. Và đối với những dòng loa mà cổ của Pioneer thì phải nói là hình thức của này phải nói là quá đẹp, quá mới đây mà. Con này thì sẽ có một cái cấu trúc là loa bass 40 và 6 đường tuyến. Bên cạnh là một cặp loa khác cũng đến từ thương hiệu của Pioneer nha anh em. Con này là loa bass 30. Con này sẽ có 2 đường tuyến. Để mời anh em cùng xem qua là ngoại hình của sản phẩm. Và Nhật cũng sẽ có video mà giới thiệu chi tiết của anh em từng sản phẩm sau. Để mời anh em cùng xem. Đây, Pioneer CS 63 DX. Pioneer CS 53. Hai sản phẩm này là hàng đúng chuẩn với Japan nha anh em. Đây, made in Japan. Đây là một cặp loa đến từ thương hiệu là của Mỹ nha anh em. Đây là cặp loa đến từ thương hiệu của JBL với tên model Monitor 4208. Con này sẽ bao gồm là một bass và một treble nha anh em. Và đây là dòng sản phẩm mà anh em phải mặc karaoke và nghe nhạc phải rất là hết sảy. Còn cuối cùng là âm ly. Con này đến từ thương hiệu là Marantz nha anh em. Model là BM 8000. Con này thì sẽ có một cái thiết kế là màu vàng xâm banh, nhìn rất là đẹp và bắt mắt anh em ạ. Và chất âm những dòng sản phẩm của Marantz để anh em nghe và nói là tái tơ lòng người. Đây, hình thức của này thì vẫn còn rất là tốt anh em ạ. Con này sẽ được trang bị Class A nha anh em. Những dòng sản phẩm mà trang bị Class A khi mà anh em mà chơi để lâu, máy nóng hoạt động thì con này nó đánh ra chất âm và phải nói là rất là ngọt ngào và chi tiết. Và Nhật xin phép được báo giá luôn cho anh em mà toàn bộ những sản phẩm mà giới thiệu trong ngày hôm nay. Đây bao gồm những dòng sản phẩm rẻ nhất là của JBL Monitor 4208 thì sẽ có giá là 4.500.000 đồng. Âm ly Marantz BM 8000 thì sẽ có giá là 5.500.000 đồng. Và cặp loa của Pioneer 53 thì sẽ có giá là 6.000.000 đồng. Và cuối cùng là cặp loa khủng lúc ngày hôm nay. Đây em thấy sai sản phẩm và nó là rất là lớn nhưng mà cấu trúc nhiều đường tiếng của em nói thì sẽ giúp cho việc tái tạo chất âm thì phải nói là chân thực và sống động hơn rất là nhiều. Con này sẽ có giá là 16.500.000 đồng. Và tất cả sản phẩm này nếu mà anh em muốn mua hãy liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi ok, xin chào tất cả các anh em, hẹn gặp lại tất cả các anh em vào những video đánh giá chi tiết từng sản phẩm sau.